Giá khí đốt tại thị trường châu Âu có chiều hướng giảm khi Liên minh châu Âu EU bắt đầu hé lộ chi tiết kế hoạch ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng chưa có tiền lệ. Trong nước, giá ga bình Petrolimex bán lẻ tháng 9 năm 2022 tại thị trường Hà Nội là 423.100 đồng một bình 12kg, 1.692.300 đồng một bình 48kg, lần lượt giảm 7.300 đồng một bình 12kg và 29.000 đồng một bình 48kg. Tại miền Nam, mỗi bình ga bán lẻ giảm 7.000 đồng một bình 12kg và giảm 26.000 đồng một bình 45kg. Giá ga bán lẻ là 426.900 đồng một bình 12kg và 1.601.736 đồng một bình 45kg.